Chuyện thứ nhất, phước báo nhiều ít đều do tâm lượng. Nếu có người nghèo khổ, biết nhìn phần ăn mặc của tự thân, đem bố thí thì phước kia vô lượng. Cũng ví như câu chuyện sau đây. Ngày xưa có một đức vua thiết lập trai hội, dùng các món ngon quý để cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Thời ấy, có một bà già nghèo khổ thường ngày chỉ biết đi xin ăn để tự nuôi sống. Nghe đồn đức vua thỉnh Phật và chúng tăng cúng dường, trong lòng rất vui mừng, ý muốn khuyến khích hỗ trợ. Rồi bà tự suy nghĩ, nay ta nghèo khổ không có gì cả, chỉ có một ít hạt đậu, muốn vào cúng dường mà người giữ cửa không cho vào phải làm sao đây? Khi ấy Đức Phật biết được tâm tốt của bà lão, liền dùng thần lực biến đậu thành nhiều, đặt chung vào trong món ăn. Khi đức vua ra chuẩn bị cúng dường, thấy có đậu trong món ăn, rất giận người đầu bếp. Vua hỏi, vì sao trong món ăn có những hạt đậu như thế này? Đức Phật nói với nhà vua, việc đó chẳng phải lỗi của nhà bếp, mà là đồ bố thí của bà lão nghèo. Bà ta nghe đức vua thiết trai cúng dường, bà không có gì để khuyến trợ, nên đem một ít đậu này để tùy hỷ với đức vua. Do đó cho nên trong món ăn có đậu vậy. Đức Phật dạy nhà vua, bà lão ấy bố thí tuy ít nhưng được phước có thể nhiều hơn đại dương. Vua nghe vậy hỏi, vì sao ngài nhận được các món ăn ngon quý này mà người cúng lại được phước ít, còn bà lão kia chỉ đem một ít vật hèn mọn mà lại được phước nhiều? Đức Phật dạy vua, bệ hạ tuy có cúng dường nhiều, nhưng tất cả vật thực có được đều từ nhân dân trăm họ mà ra, đối với vua không tổn hại gì. Còn bà lão này chỉ có một ít đậu, lại đem hết để tùy hỷ cúng dường, vì vậy nên bà ấy được phước nhiều, còn vua được phước ít là vậy. Sau đó Đức Phật vì vua mà thuyết pháp, vua và bà lão đều thấm nhuần đạo tích. Vì vậy cho nên người nào muốn gieo trồng phước đức, chỉ do lòng chí thành thấu rõ pháp tướng không thật, lo gì không kết quả. Chuyện thứ hai, đợi có tiền rồi mới làm phước liệu có kịp chăng? Ngày xưa có một vị bà la môn trong nhà nghèo thiếu, chỉ nhờ một con bò cái một ngày dắt được một đấu sữa để cung cấp cho sự sống. Nghe nói nếu ai trong ngày rằm cúng dường đồ ăn cho chúng tăng sẽ được phước đức lớn, ông ta ngưng không dắt sữa suốt trong một tháng để dồn lại, hy vọng dắt được 3 hộc sữa cúng dường các vị sa môn. Đúng một tháng, ông ta mời các vị sa môn đến nhà. Khi các ngài đã an tọa, ông ta mang bình ra chuồng bò dắt sữa, nhưng cũng chỉ dắt được một đấu. Tuy để lâu không dắt sữa mà sữa cũng không được nhiều. Mọi người thấy vậy đều trách mắng, ông ngu quá, vì sao mỗi ngày không dắt sữa để dành, mà đợi cho đủ 1 tháng để mong có nhiều sữa làm sao được? Người đời nay cũng như vậy, khi có tiền tài vật chất không chịu tùy khả năng nhiều ít mà bố thí. Họ cố gom chứa của cải cho thật nhiều, thật lâu rồi mới làm phước. Nhưng lẽ vô thường cũng như nước lửa, và ngay cả thân mạng chỉ trong khoảnh khắc cũng khó bảo toàn. Nếu không tỉnh ngộ thì một sớm một chiều, khi buông tay sẽ mất hết không còn lại gì. Chuyện thứ ba, tiền tài vật chất nguy hiểm cho thân mạng cũng như rắn độc, không nên tham trước. Cũng ví như câu chuyện sau đây. Ngày xưa, Đức Phật đi đến nước của vua Ba Tư Nặc. Ngài thấy có một kho tàng đầy bảo vật nằm trong lòng đất. Đức Phật dạy thầy A Nan, ngươi có thấy đây là loại rắn độc không? Thầy A Nan thưa, con đã thấy. Thời bấy giờ, có người đi theo Đức Phật, nghe nói như vậy thử đến xem, thấy có vàng bạc của báo quá nhiều. Ông ta nghi ngờ lời dạy của Đức Phật, cho là ngài nói không thật, cố thêm thắt vào, đây thật là của báo mà nói là rắn độc. Liền khi ấy ông gọi tất cả người nhà cùng nhau chở của báo ấy về, tạo lập nhà cửa ruộng đất, thành người giàu có lớn. Có người thấy vậy bèn đến thưa với vua. Người kia gặp kho báu mà không chịu nộp cho quan. Vua nghe báo, liền ra lệnh bắt giam tất cả người trong nhà và tịch thu gia sản. Nhưng vua còn không tin đã lấy lại hết kho báu, nên sai người tìm nhiều phương cách khảo tra, trị tội. Đau đớn độc hại hết cách mà ông ấy cũng không khai và nhận tội. Vua rất giận, muốn giết hết 7 đời bà con dòng họ của ông ấy. Khi áp tải ra pháp trường, vua cho người theo dõi họ nói năng những gì. Ông ta trên đường đi than thở rằng, Đức Phật dạy rất đúng, đúng là rắn độc mà ta không chịu tin. Nay biết rõ nó là rắn độc, phải làm sao đây? Nếu là rắn độc thì giết ta và thân tộc ta thôi, mà nay phải chịu chết oan cả 7 đời. Thật quả đúng và độc hại hơn cả lời ngài dạy. Sứ giả đem những lời than trên thưa lại cho vua. Vua nghe qua liền ra lệnh gọi họ trở lại. Vua nói với người kia, Đức Phật có công đức rất lớn, ngươi nhớ được lời Phật dạy, ta hoan hỷ trả lại bảo vật cho ngươi. Sau đó vua ra lệnh tha tất cả bà con thân tộc trở về nhà. Do nhân duyên niệm tưởng lời dạy của Đức Phật mà được khỏi nạn chết, vì vậy nên lời dạy của Đức Phật không thể không hết lòng ghi nhớ. Chuyện thứ tư, người thấy được chân lý còn không tin lời ma giả Phật. Ngày xưa có một vị trưởng giả, tánh rất tham lam bỏn sẻn. Đức Phật muốn độ ông ta, trước sai tôn giả xá lợi Phất vì ông mà nói các pháp công đức bố thí. Nhưng vị trưởng giả này không phát tâm bố thí. Thấy trời đã gần trưa, ông nói với tôn giả xá lợi Phất: "Ngài nên đi, tôi không cúng đồ ăn cho Ngài đâu." Tôn giả xá lợi Phất biết ông này không thể quá độ liền trở về thưa lại với Phật. Đức Phật lại sai tôn giả một kiền liên giận thần thông bay đến nhà ông ta để giáo hóa. Trưởng giả lại nói: "Ngài muốn xin tôi thứ gì mà làm huyễn thuật này?" Tôn giả một kiền liên biết vị này khó cảm quá, liền trở về trình lại với Phật. Khi ấy Đức Phật vì lòng thương xót, muốn dẹp bỏ lòng tham lam bỏn sẻn của ông ta, nên Ngài thân hành đi đến nhà. Vì trưởng giả khi thấy Đức Phật đến, liền bước ra lễ Phật và mời Ngài vào ghế ngồi. Đức Phật nói các pháp phương tiện. Ngài nói với trưởng giả: "Ông có thể thực hành 5 việc bố thí lớn không?" Vì trưởng giả thưa: "Bố thí nhỏ con còn làm chưa được, huống gì bố thí lớn." Nhưng ông cũng hỏi Đức Phật: "Thưa Ngài, 5 việc bố thí lớn là những gì?" Phật dạy: 5 việc bố thí lớn là: 1. Không được sát sinh, ông có thể làm được không? Vì trưởng giả suy nghĩ, nếu không sát sinh sẽ không tổn thất tiền tài, thú vật, như vậy thì được. Ông liền bạch Phật: "Thưa Thế Tôn, việc ấy con làm được." Như vậy, thứ lớp Ngài hỏi đến các giới và cuối cùng là không uống rượu, ông đều thưa là có thể làm được. Khi ấy Đức Phật vì vị trưởng giả mà giảng ý nghĩa 5 giới. Nếu có thể thọ trì 5 giới này thì người ấy đã làm xong 5 việc bố thí lớn. Khi trưởng giả nghe Đức Phật dạy như vậy, tâm rất hoan hỷ, muốn đem một khổ lụa xấu để cúng dường Ngài, liền vào kho tìm mà không có vải xấu, phải lấy một khổ vải tốt để cúng dường Đức Phật. Nhưng tất cả vải lụa trong kho đều kéo dính theo, làm cho tâm ông ta do dự. Khi ông đến trước Phật, Đức Phật biết tâm ông chưa định, Ngài nói với trưởng giả: "Trời Đế Thích cùng với loài Atula chiến đấu, do tâm của vua không được định tĩnh cho nên 3 lần tấn công mà không được như ý. Về sau vua trời tâm đã định, liền phá tan quân của Atula." Vì trưởng giả nghe Đức Phật dạy như vậy, biết Ngài là bậc đại thánh hiểu rõ tâm ý của người, phát sinh lòng tin tưởng, tâm được thanh tịnh. Đức Phật liền vì ông ta mà nói pháp, ông ta chứng đạo quả Tu Đà Hoàng. Ngày hôm sau, Ma Dương biết được tâm ý của ông đã chuyển đổi, liền hóa làm Phật đi đến để phá hoại. Vì trưởng giả vì chưa được tha tâm thông nên không biết là ma, nên rất hoan hỷ, nghênh đón, mời vào ghế ngồi. Ma nói với trưởng giả: "Những lời ngày hôm qua ta đã nói chỉ là phương tiện, hoàn toàn không phải là lời mà bậc giác ngộ nên nói. Ngươi mau bỏ những ý tưởng ấy đi." Vì trưởng giả khi nghe lời dạy ấy, cảm thấy quái lạ. Ông suy nghĩ, hình thức vị này tuy giống Phật mà lời nói nội dung rất trái, như con lừa đội lốt sư tử, hình thức là con sư tử, mà tâm ý chỉ là lừa, nên ông không chịu tin. Mà biết tâm của ông ta đã chân chánh, không thể phá hoại, liền hiện nguyên hình nói: "Ta cố đến thử ngươi mà tâm ngươi không lay chuyển." Thế cho nên trong kinh có dạy, người thấy được chân lý còn không tin lời ma giả Phật, huống gì các đạo quả khác. Do quán sát nghĩa lý sâu xa, cho nên đệ tử của Phật đều hiểu sâu đạo lý, thì dù ma nói hay Phật nói, đều có thể biết rõ. Vì vậy cho nên, nghĩa lý Phật Pháp không thể không học, bố thí không thể không tu. Trích chúng kinh tuyển tạp thí dụ.